bà con, hôm nay em xin giới thiệu với bà con một cái đồng hồ nữ nha. Đồng hồ này em mua thế giới di động, giá mức khuyến mãi là tầm 2 triệu nha bà con. Tầm 2 triệu thì bà con sẽ được những gì? Một con đồng hồ nữ. Đây là một con đồng hồ nữ nha bà con. Size của nó tầm 30, chưa núm. Núm là tầm 32. Nếu đo luôn cái kèn là kích thước của nó tầm 36, 37 nha. Rồi. Đây là đồng hồ của hãng Thụy Sĩ luôn nha bà con. Đây, Wismat luôn. Đồng hồ Wismat luôn nha bà con. Này niền khía, mạ BBD, vàng BBD nè. Dây thì dây đờ mi, thép là thép đặc luôn nha bà con. Thì nếu mà dây thép thì em thích những sợi dây thép đặc như vậy nè bà con. Nhìn nó đeo chắc chắn, nó nhìn nó không có tệ như mấy sợi dây mà rỗng, không ruột và nhét vô miếng kim loại vô, mấy sợi dây đó không có chất lượng. Cái này mạ nó cũng BBD nó cũng khá là đẹp nha bà con. Mặt đai ồ của nó là đính đá nha bà con. Đó. Đính đá khá là đẹp. Cái này là hãng Thụy Sĩ, khác với hãng Mathey-Tissot nha bà con. Cũng Thụy Sĩ nhưng mà Mathey-Tissot. Thép nó làm, cái vỏ của nó làm cũng bóng bẩy đẹp lắm nha mọi người. Và với mức giá mà 2 triệu đồng thì tìm một con đồng hồ chính hãng mà của Thụy Sĩ khó lắm nha bà. Tại lúc này nó thế giới di động nó khuyến mãi nên em mới săn được có cái giá này thôi. Chứ giờ cũng phải giá cũng giờ khoảng 2 triệu mấy 3 triệu nè. Núm của nó cũng có logo của Mathey-Tissot luôn nè. Dây đờ mi khá đẹp nha mọi người. Cái dây này giờ bán ra cũng vài trăm ngàn chứ không ít đâu. Nhưng mà có cái khóa thì không được xịn cho lắm thôi. Khóa này nhìn nó hơi rẻ tiền chút. Nếu mà khóa cánh bướm hoặc là khóa hai lớp gì đó nó sẽ đẹp hơn, sang hơn. Đây là dạng khóa thường thôi. Điểm trừ của nó là chỗ đó đó. Còn nói chung là thiết kế đồ, cái mặt đồ là đẹp. Ok, đây là có một cái địch ngày có để kiểu kính lúp để cho mình thấy số rõ hơn nha. Này. Cái logo nó cũng màu vàng luôn nha bà con. Kim cọc làm khá là đẹp. Bây giờ em sẽ mở cái máy cho bà con luôn, nó là máy gì nha. Mình coi là quan trọng nhất là cái bên ngoài. Rồi tiếp theo là cái máy thì ít có ai mà mở lắm, em là em chơi hết. Vì bà con chờ em trong giây lát nha, để em mở cái máy nó ra. Để mình coi cái giá trị của nó xứng đáng không. Nó máy Thụy Sĩ, máy của Nhật. Cái này thì chắc không xài máy Trung Quốc rồi, hoặc Singapore rồi. Nên cái này máy này xài máy Nhật thôi. Rồi giờ em đã dặn được cái nắp của nó rồi. Để coi mà cái máy trong là máy gì nha. Nó cái nắp lưng của nó nè. Đó. Em quay một vòng cho bà con coi, chưa gỡ cái siêu của nó luôn nha bà con. Để coi cái máy nó là máy gì đây. Là máy Ronda. Máy Ronda nha bà con. Nó có máy này, máy Ronda chỉ có một chân kính thôi nha bà con. Pin của nó là SR 721 nha bà con. Pin này thì thường xài khoảng 3 năm nha bà con. Tầm 3 năm. Này họ hai pin bên thế giới di động, hai pin Maxell luôn nha. Mà pin rẻ tiền là pin hãng như hãng này nè, họ giá rẻ ghê luôn. Còn pin Maxell là nếu mà chính hãng nha, nó chính hãng là mấy 20 mấy ngàn một viên á. Máy thì máy Ronda nha bà con. Làm bên trong thì cũng là sạch sẽ nha bà con. Đó. Nói chung là chấp nhận được. Máy Miyota là xài dùng ok nha bà con. Ý máy Ronda là dùng ok nha bà con. Máy này cũng có thương hiệu chứ không phải dạng thường đâu. Với tầm 2 triệu đồng mà máy chính hãng mà thiết kế như vậy thì em thấy khá là hợp lý nha bà con. Còn nếu mà 2 triệu mà mua hàng cũ thì có nhiều lựa chọn lắm nha bà con. 2 triệu hàng mới nên mình được bảo hành này nọ, đồ chính sách bảo hành của nó, đồ thay thế sửa chữa đồ nếu có lỗi kỹ thuật. Hai pin là pin trọn đời luôn, thì cái gì nó cũng có giá của nó hết bà con ơi. Nếu bà con mà đi hai pin á, người ta cũng phải lấy cả 100.000 tiền công từng pin này nọ rồi, chứ không ít đâu. Lượng xi mạ này em thấy là ok lắm nha bà con, chứ không có rẻ tiền như mấy hàng Trung Quốc nha. Chất lượng xi mạ ổn áp lắm, thép đặc hết nè. Thép này là đeo mấy xước nè, đeo là có cảm giác tay, cảm giác chân liền. Cái ron của nó nè, thông số kỹ thuật này nọ rồi em sẽ để ở dưới mô tả hoặc là ở cuối video clip nha bà con tham khảo thêm cái đó. Em chỉ nói nội dung chính của nó thôi. 2 triệu có xứng đáng hay không, theo em là cũng xứng đáng. Một thương hiệu Thụy Sĩ đến từ Thụy Sĩ nha bà con, phân phối chính hãng nha, bảo hành chính hãng luôn, hai pin trọn đời. Giờ em quay sơ qua nha. Nhưng mà nó có điểm trừ của nó là mấy cái khía này nè, nó khoảng cách của nó hơi xa nha quá. Này thử lên tay nha, tay em là tay mặc dù tay con trai nhưng mà nó khá là nhỏ. Rồi, cảm ơn bà con đã xem video clip. Xin chào bà con, hẹn bà con ở video clip tiếp theo.